Theo Bộ Y tế, tiêm vaccine COVID-19 sẽ giúp người dân phòng tránh được sự lây lan của virus SARS-CoV-2 cũng như nguy cơ tử vong khi nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có tình trạng một số người từ chối tiêm. Vấn đề này đang được pháp luật điều chỉnh như thế nào? Theo luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Hồng Thanh, khoảng 1, điều 29 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 quy định về việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc như sau. 1. Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh. Tại điểm A khoảng 2, điều 30 của luật nêu, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc quy định tại khoảng 1, điều 29 của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Như vậy, người dân có nghĩa vụ tiêm vaccine đối với loại bệnh nằm trong danh mục phải sử dụng vaccine bắt buộc. Tuy nhiên, theo thông tư số 38 năm 2017, TT-BIT ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Bộ Y tế, COVID-19 không nằm trong danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccine bắt buộc. Điều 2 thông tư 38 yêu cầu tiêm chủng đối với 8 loại bệnh truyền nhiễm, bao gồm bạch hầu, bại liệt, ho gà, rubella, tả, sởi, viêm não Nhật Bản B và bệnh dại. Luật sư Giang Hồng Thanh cho hay, không rõ đến thời điểm này Bộ Y tế đã cập nhật và bổ sung bệnh COVID-19 vào danh mục nêu trên hay chưa. Nếu đã bổ sung thì người dân bắt buộc phải tiêm vaccine. Trong trường hợp người dân không tiêm có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 đến 3 triệu đồng theo quy định tại điểm A, khoảng 2, điều 9, Nghị định số 117 năm 2020, Nghị định Chính phủ, ngày 28 tháng 9 năm 2020. Liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế cho biết, hiện có quy định bắt buộc một số tình huống. Tùy tình hình thực tiễn và yêu cầu chống dịch, cơ quan có thẩm quyền ban hành thì mới bắt buộc và khi đó mới xử phạt. Theo nhiều chuyên gia y tế, Việt Nam cần bao phủ vaccine COVID-19 đến 70% dân số để có miễn dịch cộng đồng, ngăn chặn dịch, cuộc sống mới có thể trở lại bình thường. Do đó, tiêm vaccine là quyền lợi và nghĩa vụ. Vaccine được cấp phép an toàn, hiệu quả, ngay cả khi không đảm bảo 100% người đã tiêm có kháng thể. Nhưng tất cả người tiêm đều giảm được tình trạng nặng, giảm nguy cơ tử vong nếu nhiễm virus SARS-CoV-2. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.